Còn dạ còn nghe nhớ không? Còn mấy bữa nó dỗ ba con đó. Trời, sao con không nhớ được? Đám dỗ ba là năm nào con cũng nhớ hết á. Ừ, vậy thì tìm cách nhắc cho anh chị con về. Con gọi mấy lần luôn rồi đó má, mà có ai chịu về đâu, lúc nào cũng báo bận hết trơn á. Từ ngày mà lấy chồng lấy vợ rồi là con thấy đi miết luôn, không ai thèm về thăm má luôn. Thôi con, anh chị nó cũng chăm công làm việc, con đừng có giận nó. Nói ra lúc nào má cũng bình anh chị á, đâu phải một lần đâu, nhiều lần lắm rồi đó, riết rồi chán dễ sợ luôn. Để nó vô. Dạ. Má, có sao không má? Má, má. Mẹ anh bệnh rất là nặng, anh còn phải chăm sóc cửa cho bác. Với lại đừng để bác xúc động mạnh nha. Anh vô lo cho bác nha. Dạ. Cảm ơn con. Ai gọi vậy? Thằng này gọi gì trời? Tiền mượn tiền ở đây. Tao nghe nè, có gì không? Biết ngay mà. Mày có biết á, từ sáng giờ không có bóng người nào tới mua tao bán được cái gì không? Thì tao thôi khỏi nói nhiều, tao biết bổn phận tao nè, tao làm con, tao có tiền tao gửi cho má liền. Không cần mày phải mượn này mượn nọ đâu. Mệt quá à, mày quen gọi qua bà hai mày mượn bà hai đi. Trời ơi, tao biết lo biết thương má chứ bộ, con mình mày hả? Thôi nha, tao bận rồi. Một nút, để chung. Bốn đâu mà mày đặt đi làm cái. Thôi tao bắt cửa tôi chung thôi chứ có tiền mà, mình có tiền mà bạn. Trời ơi. Số chấp nè, con đầu tiên là con gì, con tay, con thứ hai là con gì, con chính. Nếu mà là con hai á thì cũng quên. Đúng không? Con ba là cái nhiều quá. Trở lại cái gì, trở lại đi. Khoan, trở lại đi. Có điện thoại. Ăn chứ sao gì cũng phải ăn thôi. Để nghe điện thoại đã. Sao? Nhà nước rồi, khác đi. Alo, Út hả, Út cưng? Ừ, anh đang đánh bài. Trời hên lắm, dễ hai lá chín nút liền. Ừ, còn lá thứ ba chắc chắn ăn mà. Ừ, cây cuối xuống xác luôn. Ừ. Ừ đó, rồi mày gọi tới tao bù luôn. Bù. Cúp máy đi. Ăn tiểu, trời đất. Một nhà thôi đủ rồi. Một nhà là đủ rồi, đủ xã hội rồi. Quá đại ca ơi. Tôi mà thấy ông lén gửi tiền về cho má là đừng có trách tôi nghe chưa. Cả năm nay tôi có gửi tiền về cho má đồng nào đâu. Lúc nó gọi, nó má bệnh, nó xin ít tiền. Bệnh gì, bệnh của ai à? Bà già bộ bệnh, không thấy hả? Dẹp. Thank you.
con, có anh có chị đàng hoàng, có anh có chị cơ hàng, cùng có người may mắn giàu sang. Nhà có mấy người con, nhưng sao không ráng lo tròn, không ai mãi mãi quan tâm, để Út buồn mình ơn tuổi thân. Nào biết trước ngày mai, mấy ai sống được trên đời, cớ sao chẳng chịu chung lời, cho cha mẹ ta có niềm vui. Đừng nói Út là lo, anh chị ơi chớ có so đo, đôi nọ Út đây cam chịu, cha mẹ già ở nào bỏ rơi. Đời nói câu người, đời nói câu, giàu Út ăn, nghèo Út chịu, nghe trong lòng sao thấy buồn thiu. Phận làm con ai cũng như ai, xin chung một mẹ nỡ nào tính toàn. Anh à, ba em kêu là anh mà chịu ở rể thì ba em sẽ gả em cho anh á. Ủa sao lại ở rể? Trời ơi, anh là con út nhà đó, anh phải có nhiệm vụ nuôi mẹ anh rồi, em phải qua nhà anh làm dâu. Mệt quá à, giờ ba em nói vậy á, giờ một là anh chọn em, hai là anh chọn mẹ anh đi. Rồi xem là khó anh quá vậy. Không có khó gì hết trơn á, anh chọn dạ? Đi Chi. Chừng nào trả? Anh cho em 2-3 bình nữa là có, qua trả lại đi. Anh chị mà toàn giàu có không à, tại sao không mừng anh chị mày? Tại anh chị em ở xa, chứ 2-3 bữa anh chị em về là em đem qua liền, em hứa. 2-3 bữa nữa thôi nha mày. Dạ 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 dạ. Cảm ơn anh. Có cái chừng tao á. Dạ. Rồi nghe chưa? Hả? Má trung số độc đắc. Trời đất ơi. Trời hoài cái thằng này.
Cái gì nữa đây? Tao nói là tao bắt không có được. Cái gì? Mày đang ở trong số hả? Mới kêu tao về hả? Rồi rồi rồi, chị đóng cửa chị về liền, về liền, về liền. Rồi rồi. Cúp máy nha. Cô bán. Bên nào có bán gì? Không có bán. Không bán nè, không bán hết. Thôi thôi tôi bận rồi nghe nghe không bán nha. Đó, coi đi. Ăn quá ăn. Alo. Út mà. Ừ, gọi gì? Mày nói gì? Thì thiệt hả? Trời trời ơi trời. Nghe như muốn gụng gúng luôn á trời ơi. Má trúng số. Trời ơi. Tao tao sắp thành đại gia rồi. Tao lên rồi. Trúng số đi. Nè. Nè khuyến mãi bố thí luôn, cho luôn, cho luôn. Đại gia rồi. Trúng số ơi. Trúng số. Trời ơi, má ơi, má con yêu má. Má ơi, I love you. Ủa sao bây giờ đâu có trúng canh me. Nên khi ra đường chị em ta phải lo thân. Đừng đem. Anh nghe Út. Má trúng số hả? Trúng số hả? Má con về đây nè má. Má ơi má, con về. Lẹ ghê ta. Nghe má trúng số cái về lẹ dữ à. Má ơi, má ơi. Má! Má là con. Má cái gì mặt bà như phù thủy vậy? Mặt má tôi như mẹ hiền. Thì má trong nhà mày làm gì mày la dữ vậy? Hai người đó. Má đây trong nhà bị bệnh. Hai người ồn ào vậy sao má nghỉ ngơi được? Tôi muốn gặp má yêu của tôi. Mày đừng có xạo. Má trúng số mày. Thì tôi không nói với hai người đó. Cãi ra hoài à. Tôi về đây chủ yếu tôi là thăm má. Chứ còn á trúng số hay không tôi không quan tâm. Chứ ai như mấy người kia nghe có tiền cái. Cái chuyện má trúng số tôi biết. Nhưng mà tôi nói hai người biết, tôi là con trai trưởng trong cái nhà này. Cái gì? Tôi là người được hưởng đầu tiên. Cái gì? Còn hai người là nữ sinh. Mà nữ sinh là ngoại tộc. Là ngoại tộc là đi ra chỗ khác chơi. Nè. Ê, mày bị ngáo đá hả? Cái gì? Hay đánh bài thua của mày sản? Mày điên hả? Điên gì? Ê, nhà này tới 5 người lận nha. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Nhưng mà là ngoại tộc. Bỏ đây chết hay sao vậy? Trời ơi, mấy anh chị á có thấy tiền là tươm tướp hà. Để tôi nói cho nghe nè, từ lúc má bệnh tới giờ á là chỉ có vợ chồng tôi gửi tiền về lo cho má thôi. Mấy chị có lo được cái gì không? Có lo gì đâu. Ủa bà, bà có cho tôi gửi tiền về cho má đâu mà bà nói. Thấy chưa? Giấu đầu lòi đuôi thấy chưa? Trời. Mày diễn xuất với tao hả? Ai muốn nói gì vậy? Gửi tiền về cho má bao nhiêu? Mấy anh chị đừng có cãi nhau nữa. Má kêu mấy anh chị vô liền kìa. Má ơi, chân da, chân da hết. Má là của tôi, má là của tôi. Má ơi, mày đẻ sao má quá không? Trời, má đẻ ra chồng em à. Má hả? Má. Má ơi, con về má gọi là cái gì vậy? Cái gì vậy? Má ơi, má, tụi con về rồi má. Má sao vậy? Má mệt hả? Con pha sữa cho má uống nha, nha, nha. Má, trúng số quá mệt nằm nghỉ gì hả má? Ăn nghỉ nha, ăn nghỉ ha. Có má trúng số má nhiều tiền quá, má làm mệt vậy đó chứ có gì đâu. Thôi về má ơi. Thôi anh chị để cho má nghỉ ngơi đi. Mày im. Nghỉ cái mà nghỉ. Má trúng số thì mệt nằm nghỉ được má. Đi số đâu má? Má trúng số đâu má? Má. Má. Má ơi má. Má đừng có làm con sợ ba má. Má. Mày chăm sóc má kiểu gì để má ra đồng nỗi này hả? Tại sao mày nói với tao là má trúng số? Hả? Má ơi má. Má. Tao để mày ở nhà chăm sóc má. Mày chăm sóc kiểu gì? Mà để má chết gì hả? Anh im đi. Một năm nay mấy anh chị có ai chịu về thăm má không? Ngay cả đám giỗ của bà em gọi cho từng người mà cũng không ai chịu về hết. Rồi má nói má nhớ mấy anh chị, em gọi cho từng người rồi có ai chịu về không? Chắc mấy anh chị không nhớ hả? Tại sao ba mất một mình má nuôi nổi năm chị em mình mà giờ lớn lên năm chị em mình không nuôi nổi một bà mẹ? Tại sao vậy? Ba. Oh!
người con nuôi bao nhiêu đứa chẳng than một lời. Vậy mà khi lớn ra đời con quên cha mẹ chẳng lời hỏi thăm. Mai này cha mẹ mất đi con rơi nước mắt có con nghĩa chi. Mai này cha mẹ mất đi con rơi nước mắt có con nghĩa.